thiết đầu tiên đó là gì ạ? So sánh độ dài của đường kính và dây của đường tròn. Cô có bài toán thứ nhất. Bài toán đặt ra là gọi AB là một dây bất kỳ của đường tròn tâm O bán kính R. Và đề bài yêu cầu chúng mình phải chứng minh AB bé hơn hoặc bằng 2R. Được chưa ạ? Cô xin nhắc lại đề bài của bài toán hôm nay cô cho mình cùng nghiên cứu. Đó là gì ạ? Cho AB là một dây bất kỳ của đường tròn tâm O bán kính R. Và đề bài yêu cầu chứng minh AB bé hơn hoặc bằng 2R. Ok chưa? Vâng. Thế thì để chứng minh AB bé hơn hoặc bằng 2R, cô xin phép xét hai trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, đó là AB là đường kính của đường tròn tâm O. Nếu AB là đường kính của đường tròn tâm O, thì hiển nhiên AB bằng 2R. Ok chưa nào? Trường hợp thứ nhất là AB bằng 2R. Trường hợp thứ hai là AB không phải là đường kính của đường tròn tâm O. AB là một dây bất kỳ không đi qua tâm. Và đề bài yêu cầu ta cần phải chứng minh được là AB bé hơn 2R. Ta nối O với A, O với B thì ta được tam giác AO, AOB. Trong đó OA và OB là hai bán kính của đường tròn.